quý vị, đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động phổ biến trong văn hóa của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Việc lễ chùa thường được thực hiện vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều người tìm đến chùa để cầu mong một năm mới an lành, may mắn. Đây được xem là một nét đẹp văn hóa của Tết Việt. Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang nét tâm linh tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng tổ tiên, nhiều người còn đi chùa để cầu phúc, cầu may mắn, bình an cho gia đình. Những ngày đầu năm mới, nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh thu hút đông đảo du khách và Phật tử tìm đến. Đi lễ chùa đầu năm, người dân thường cầu nguyện cho sức khỏe, hạnh phúc và thành công của gia đình, bạn bè và bản thân trong năm mới. Mùng 1 Tết là tôi hay đại diện gia đình đi đến lễ Phật, bạn cầu cho gia đạo bình an, vui vẻ, gặt hái những thành công. Trong không khí ấm áp của ngày Tết, mọi người có thêm cơ hội để trò chuyện, chia sẻ những dấu ấn đã qua của năm cũ và đặt kỳ vọng cho năm mới. Đi chùa cũng là dịp để cả gia đình cùng nhau thắp hương, cầu phúc và tạ ơn các thế hệ trước hay để giảng cảnh, ghi lại những bức hình xuân cùng người thân, bạn bè. Việc tham gia vào các nghi lễ tại chùa cũng giúp người ta tìm được sự bình an và lắng động trong bối cảnh cuộc sống bận rộn hiện đại. Và đây cũng là cơ hội để làm mới bản thân và đặt ra những mục tiêu tích cực cho mình trong năm mới. Riêng cán bộ đảng viên phải thực hiện đúng quy định của cấp trên. Năm nay thì thí dụ như là có một cái tiếng chuông, thỉnh chuông cầu nguyện nghinh xuân Phật Thánh để nhằm lại là gửi cho bà con có thêm một cái tấm lòng lại là đặt để niềm tin, để cho rồi cho cái niềm tin đó nó biến thành hiện thực, nó thành được cái ước nguyện chính đáng, ước nguyện cao thượng, để rồi nó sẽ thành tựu, thì đó gọi là tiếng chuông thỉnh nguyện đầu xuân. Qua giao dòng người đi lễ chùa đầu năm, giữa không gian thanh tịnh, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự giao quà của đất trời khi vào xuân. Cuộc sống ngày càng hiện đại và văn minh, nét đẹp của việc đi lễ chùa đầu năm cũng đã góp phần làm phong phú thêm sắc màu, bức tranh văn hóa của dân tộc. Tết là Tết là Tết, cho người xa về đây xuân đầy. Tết là Tết là Tết, con cháu bà quây quần bên nhau. Cho đàn trẻ thơ cùng khoe áo mới, cho những người lớn lì xì trẻ con. Tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui.